còn chờ đợi những thảo luận rất là căng thẳng luôn đó. Còn thảo luận thì chắc còn thảo luận thì còn và có lẽ là cái bài của tôi hôm nay nó nằm ở hai điểm. Cái gì đây? Và thứ hai, chuyện gì xảy ra nếu? Và cái ai có hỏi và chúng ta gặp cho tất cả mọi trường hợp chúng ta sẽ đối mặt với lại khối u của trong chuyến ca này thì tôi xin cảm ơn bác sĩ Hồng Dung và đội ngũ Hoàng Kim Vân đã cung cấp chuyến ca này. Và đây là một ca đánh giá là nó bị đề học rất là tốt. Chúng ta, cái ca chúng ta hôm nay là một bệnh nhân tới vì một cái khối u chính và một cái gì đã và cô này cổ phát triển rất là tình cờ cũng giống như là mọi thứ bình thường. Bệnh nhân của chúng ta 30 tuổi và tình thai là 2012, không có gì đặc biệt với hai lần sinh thường một lần phá thai vừa qua và cô này được nhập viện cũng giống như là mọi bệnh nhân khác và được ở ngoài phát triển trong bụng trứng và chỉ được nhập viện tại đây. Nhập viện ngày hồi tháng 11 thì một cô cũng phải trong tiền sử không bị nhập viện sự lưu ý và tránh thai với lại lúc tránh thai Kisco của SPM phối hợp hàng ngày và cô này cũng đi đọc phòng tránh thai thì người ta siêu âm và phát hiện ra một cái tình huống. Vậy nếu có một bụng trứng trong bối cảnh này, ta sẽ nghĩ tới cái gì? Một khối u trước cơ năng, một khối u trước thực thể không dân lập, một khối u thực thể dân lập là hay là một khối u thực thể khác. Cái đó là cái chủ ý và suy nghĩ bình thường của chúng ta. Ở đây nó không có, chúng ta thấy không có mối liên quan gì đó với chu kỳ, với thai kỳ và với sự biến động của chu kỳ. Có vẻ là cái thứ về cái này không có bất cứ cái gì gợi ý nào như là tiếng buồn, như là đau buồn, như là sốt, như là viêm. Có vẻ cũng không phải là bố cục. Trước khi làm bài chuyện, chúng ta đã nghĩ tới rằng cái khả năng thực thể là bệnh lập. Và chúng ta xem thử coi khám cái gì. Bây giờ với chúng ta với cái cuối cả ba người ông đạo sản phẩm của phòng đá của bình thường không thấy gì cả và có vẻ là ủng hộ trong cấu trúc thể tâm lập và không thấy gì. Vậy thì làm gì đây? Chưa và trên sân chúng ta thấy cái gì? Thứ nhất, đây là một cấu trúc đang đơn quyền, là can đơn quyền. Với một phần trăm, và như vậy, không có nguyên cái gọi là can đơn quyền này. Kích thước có vẻ rất là nhỏ, 4 cm, từ kích lớn nhất của nó là 3.38 cm, nhưng 36.5 cm, thì nhỏ. Khá là nhỏ và nhìn bên ngoài có vẻ rất là hiền hòa. Với một cái phần cằm duy nhất và cái phần cằm này kích thước cũng không phải là lớn lao gì lắm, 14 mm và 12.5 mm. Với điểm màu là 2 và 0.8. Tôi cố gắng dùng ngôn ngữ như lần này để mình tạm và như vậy câu hỏi thứ nhất là trước đây là một gì, đương nhiên là sẽ không hỏi là giải phẫu bệnh đó là gì bởi vì nó sẽ là mục tiêu chúng ta, mục tiêu
chúng ta là khu thầy là khu tận tính hay là ác tính. Mô tả là như vậy. Một nam đơn người có một đạo kích thước lớn nhất 38.5 mm với một đạo kích thước là 14.12 mm. Làm sao để trả lời câu hỏi này? Thử xem coi có hiểu cùng được cái tin gì thì chúng ta không? Các bạn thử nghĩ ra có được cái gì chúng ta biết không? Tin gì thì chúng ta số 1 nam đơn thùy phản âm giảng tiếng bài ở tùy phương bản kinh. Số 2, nam đơn thùy trống bờ đều kích thước lớn nhất không quá 100 mm. Thứ 3, nam đơn thùy với phản âm hỗn hợp hình ảnh bốn lưng. Thứ 4, nam các nam có bờ đều còn lại hai ngày bờ cũng không đều. Như vậy chúng ta điểm danh qua bốn cái tin tinh chúng ta không thế nào. Chúng ta điểm danh hai ác tính khối u với điểm bán và có điểm màu kích thước là 3 điểm ở người đá bản kinh cô này như bản kinh và điểm bán này cũng có ở bản kinh và CA 125 lên trên 100. Vậy cái này theo như là một đối nghi nói là thất bại của việc tư duy của chúng ta. Và như vậy, theo cái lưu đồ, chúng ta sẽ phải cầu nguyện tới Sigmund Freud. Chúng ta đây là các nguyên lực đơn giản. Và như cô Huy nói hồi nãy là bắt buộc phải đi điểm chân từng đứa một, coi là bây giờ bị dạy đủ 10 đứa, rồi sau đó mới thống kê lại là bao nhiêu đứa bị gì, bao nhiêu đứa vắng mặt. Thử kiểm tự từ cái danh sách này. Số 1, nam đơn quỳ với 1, nam đơn quỳ. Cái này, nam đơn quỳ đặt. Đây là nam đơn quỳ đặt. Thứ 2, B2, hiện diện một cái phần mà nó đặt cái thước dưới 7 mm. Cái này phần đặt của mình là 14 mm. B3, có tương, cái này không có. B4, là nam đá thùy bơi đều và đường kính 100 mm. Không có. Và cái B5 cuối cùng là Stora là 4. Thì cái này là, đấy thì nói là đôi, nó là 2. Không có được. M1, cái mà điểm danh M1 cũng đặt hơn cũng đều. Đấy, phải cái này là đang chơi chúng ta. Thứ hai, có điểm bán? Không có. Thứ ba, có kích thước là 4 cấu trúc chồi chú và chỉ có một cái duy nhất. Thứ tư, u đá quy đặt và không đều với kích thước lớn nhất vượt quá 100 mm cũng đầy quyền và xíu. Và cuối cùng là cholesterol là 4, không có. Điểm danh ở trong trường hợp này là không mê và không em thật, không bị lưu, không thành lưu. Và như vậy, nó rơi vô cái 25% là của cô Lưu Nghi nói hồi nãy, tức là không điều gì, không thể mà xác định được. Rồi trong bối cảnh này, chúng ta thấy kiểm tra cách 1 với incidence factor không có gì đó được như vậy. Kiểm tra cách 2 không bị rưu, không thành rưu, vậy thì phải làm gì lên đây? Phải cầu nguyện tới thầy Đức hay là phải cầu nguyện tới Atlantis hay là làm cái nhanh?
Đúng không? Và bây giờ chúng ta đã xem câu hỏi What is rồi và trả lời câu What is thì khó quá. Chúng ta ngữ hình thành. Nếu như chúng ta làm như là thông lệ ở các bệnh viện, ở bệnh viện, ở đây các bạn có thấy là bệnh viện đã làm đúng các trò hết. CA125 Roma test lực. Và thử hỏi các những cái thứ này sẽ giúp đỡ chúng ta được bao nhiêu, giúp đỡ chúng ta được bao nhiêu trong cái quá trình lành an. Chúng ta đang được một chút xíu thôi, nhưng mà chúng ta làm chúng ta đau đầu một ngày nữa. HCG thì để loại trừ lớp 2 và để trừ để loại trừ trường hợp như là cô Nguyên cho coi hồi nãy là một cái bệnh đặc cô đơn mà không mà còn nguyên phát là một chút. HCG ở trong trường hợp này nó sẽ làm chờ một nguyên luôn. Như vậy nhắc tôi muốn và sẽ một hai năm ở trong trường hợp này thực sự là chúng ta có ở đây không? Nếu các bạn ở đây các bạn trả lời là không thì tôi hỏi được các bạn tại sao ngày các bạn vẫn làm? Thử nói cho các tại sao ngày các bạn vẫn làm? Và các bạn biết là các bạn làm điều đó chẳng giúp được các bạn. Thử xem. Đúng không quên? À, vẫn là một ngày mà không biết làm để giữ được cái gì. Câu hỏi quan tiếp nhân. Câu hỏi phát triển thứ hai. Trong những trường hợp này, mấy nhà lâm sàng thường rất là lười suy nghĩ và thường đi cầu nguyện ngoại huynh. Và vấn đề thứ hai là chỗ thể thức đây. À, trong trường hợp này, liệu một cái cục ở một chỗ nhỏ xíu như vậy, thầy Đức sẽ cho biết được cái gì nhiều hơn? Như thầy Đức có nói hồi nãy, thầy Đức muốn nhìn cái những cái chuỗi xung khác nhau, những cái tín hiệu khác nhau trên những cái chuỗi xung khác nhau để mà có thể giúp được công việc. Thực sự điều đó có nói trực tiếp được, thỏa mãn trực tiếp được nhiều các bạn không? Đây là một tổn thương, Đức có thể Đức đọc đây, tổn thương dạng nang. Kích thước 35 cm, giới hạn rõ bờ đều với rồi những cái bếp không mất. Và đây là hình của các bổ sung trên bên mặt và bên hai. Và chất lượng của các chất lượng này của đến thể lực